Công ty Điện lực Thanh Hóa vừa đến thăm và tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động nhân tháng tri ân khách hàng được Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai trên phạm vi toàn quốc. Đoàn đã đến thăm, tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng Hoàng Thị Việt, xã Hoàng Đồng, Lê Thị Tèo, xã Hoàng Phú và mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Dậu, xã Hoàng Thịnh, thành phố Thanh Hóa. Đây là ba mẹ được Công ty Điện lực Thanh Hóa nhận chăm sóc, phụng dưỡng suốt đời. Tại những nơi đến thăm, đại diện lãnh đạo Công ty Điện lực Thanh Hóa đã ân cần thăm hỏi, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước sự đóng góp, hy sinh của các mẹ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và chúc các mẹ luôn mạnh khỏe, mãi là tấm gương sáng để con cháu học tập, noi theo.